Hello, mình là Nam Ngô, còn đây là vợ mình, Trang La Tattoo nha. Trang La xin chào các bạn. Ok các bạn, hôm nay đổi món mới nha. Thì đúng ra cái series này sẽ làm vào dịp Halloween, nhưng mà rất là nhiều công việc cho nên là không có dịp triển khai. Thì bây giờ giống như hậu Halloween ha. Thì đây là một cái câu chuyện có thiệt mà mình đã được nghe vợ mình kể cho một cái chuyến đi. Đợt đó là mình đi ốp Iguana ở Lâm Đồng, trên cái chuyến đường về thì nghe kể vợ mình kể một cái câu chuyện có thật ở trong gia đình luôn. Thì hôm nay sẽ kể cái câu chuyện ma này đến với mọi người ha. Ok cưng, chơi. Không biết giờ kể lại có nghe có bồi hồi, nghe có hú hồn giống như lần đó không? Vẫn hú hồn à, nhìn em là anh ấy hú hồn à. Ok các bạn, hôm nay Trang sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện ma có thật, hoàn toàn có thật nha. Quả vậy. Câu chuyện này nó xảy ra ở biển Vũng Tàu. Ngày hôm đó thì có bốn chị gái của mình, là chị ruột của Trang luôn, cùng với một người bạn đi du lịch ở Vũng Tàu. Hôm đó mấy chị cũng rủ Trang đi, nhưng mà vì bận công việc nên Trang không có đi được. Chứ nếu như mà hôm đó mà có Trang đi thì không biết là Trang sẽ như thế nào luôn. Tại vì Trang là một người rất là sợ ma, nhưng mà lại ghiền coi phim ma. Xác nhận, rất là thích coi phim ma, coi xin vậy nhưng mà cũng sợ ma lắm. Rồi ok, vô câu chuyện nha. Ngày hôm đó mấy chị đi đến Vũng Tàu, thời điểm giờ đó khoảng 6 giờ chiều. Cho nên mấy chị cũng có ghé qua biển, tính đi vòng vòng chơi thôi. Và có mấy chú mà chụp hình ở ngay biển á, có mời chụp. Thì mấy chị cũng có chụp mấy tấm hình để làm kỷ niệm. Rồi sau đó đi ăn hải sản. Cho đến chừng 10 giờ tối là mấy chị có đi kiếm khách sạn. Thì trên cái đường đi mấy chị cũng có nhớ luôn, đó là đường Cách Mạng Tháng 8 ở gần sát với lại bãi biển Vũng Tàu. Cái mấy chị đang đi như vậy thì vô tình cái khách sạn đó nhìn cũng không đẹp gì hết, cũng không có gì bắt mắt hết. Mà tự nhiên các chị lại nói thay vô đây đi. Cái thấy vậy cũng chạy vô. Lúc vô cũng không ai để ý cái gì hết. Cũng đi vào thì khách sạn có vẻ như nguyên cái khách sạn lớn lắm, nhưng mà chỉ có một cô lễ tân thôi. Cô lễ tân cũng lớn lớn tuổi rồi. Cô cũng kêu tại vì tụi con ghé trễ quá cho nên bây giờ là tụi con phải mình phải thanh toán tiền trước thì mới đi lên nhận phòng. Thì mọi người cũng không nghĩ gì hết, cũng ok. Sau đó đi theo cô lên nhận phòng. Thì cái khi mà đi á, mọi người đang rất là vui, tại vì kiểu đi du lịch nên ai cũng hứng khởi hết, nên chưa có ai suy nghĩ cái gì khác lạ hết. Chung là rất là thoải mái, đang đúng cái rồi, tâm trạng rất là đi chơi rồi, vui vẻ thoải mái thôi. Dạ, đi lên thì tại vì đi bốn người, gồm có chị Lan Anh, chị Nga, chị Yến và một người bạn, cho nên mới lấy hai phòng. Thì các chị đều muốn là hai phòng, là muốn hai phòng sát bên nhau, nhưng mà lúc cô đó lại nói thôi lấy hai phòng riêng đi, là sẽ có hai phòng, sẽ có một cái phòng chính giữa. Đó là cô đó không có lấy phòng đó. Thì lúc đi lên mấy chị chỉ nói là trời, cô sao khách sạn gì mà cứ để đèn tối tối âm âm nhìn ghê quá vậy. Cái cô cười, cô nói là tại vì mới chiều cho nên chưa có mở đèn sáng thôi con. Thế vậy các chị cũng vô tư đi lên nhận phòng. Khi đi lên á, chị Lan Anh có nhìn thấy từ cái phía ban công, trên cái hướng mình đi thẳng tới luôn, thì có một cái ban công mà đó là trên lầu 3, mà khách sạn đó là không có thang máy nên phải đi bộ. Chị Lan Anh mới thấy là có một cô gái đang ngồi trên cái ban công. Cái ban công kiểu mà cái lan can nó chỉ có một cái thanh sắt đi qua vậy thôi nè các bạn. Đó, có một cô gái đang ngồi và cái chân hỏng lên khỏi cái nền luôn. Và có một người bạn trai đang đứng kế bên. Thì kiểu như một đôi nam nữ đang trò chuyện với nhau á. Lúc đó trong đầu của chị Lan Anh chị chỉ nghĩ là trời đất, nhỏ này ngồi kiểu đó mà lỡ mà hả xảy một cái chắc té lộn nhào ra ngoài luôn quá. Đó là chị có suy nghĩ vậy thôi. Sau đó là các chị vẫn lên và đi ngang qua một cái phòng sát bên đó. Thì chị Lan Anh và chị Yến đều nhìn thấy là phòng đó có hé mở cửa nhỏ nhỏ, và nhìn vô thấy có 3-4 đôi dép và có mấy người đang ở trong kiểu đang trò chuyện. Nhưng mà ánh đèn thì nó không có sáng đâu nha, nó cứ
thấy hơi mờ mờ thôi. Nhưng là thấy nên... người luôn hay là nghe tiếng thôi? Thấy người luôn, nhưng mà rõ ràng ánh sáng không đủ để mình thấy được cái mặt. Thì rõ ràng các chị không nghĩ gì hết nên cũng nhìn qua cái rồi đi đến nhận phòng của mình. Khi đi lên nhận phòng thì chắc khoảng độ 10 giờ rưỡi rồi. Đi lên xong mà chị Lan Anh và chị Nga ở chung. Chị Lan Anh mới nói thôi đi tắm Nga, bật máy lạnh đi. Chị Nga cũng cầm remote bấm máy lạnh. Bấm nhưng không nghe tín hiệu gì hết và cũng không thấy máy lạnh mở gì hết. Chị Nga mới nói kỳ vậy Lan Anh, hay là nó hết pin? Nghĩ là cái remote nó hết pin thôi. Cái chị Lan Anh kêu bà gõ gõ thử coi. Thì cũng đập rồi bật lên tiếp lại không được. Cái chị Nga mới nói kỳ quá, để gọi coi bà Lễ Tân lên coi. Thì sau đó chị Nga đi lại lấy cái điện thoại bàn. Nhưng cái dây cắm của điện thoại bàn thì đã bị rút ra khỏi cái ổ cắm rồi. Và cái ổ cắm thì kiểu giống như bị người ta gỡ cái nắp chụp an toàn của cái ổ cắm á. Nó chỉ trơ lại ở trong là những cái lõi thôi. Chị Nga giật mình, chị Nga nói trời đất ơi, khách sạn gì kỳ quá này bà. Trời ơi, nãy tôi mà không nhìn kỹ hả, tôi đút cái tay vô một cái chắc nó giật tôi chết luôn quá. Đó thì như vậy nên chị Nga mới nói thôi kệ đi, đợi chút xíu nữa qua hỏi coi mượn remote bên phòng bé Yến thử coi lấy pin ra coi. Thì nghĩ như vậy nên hai chị em mới định đi tắm. Thì vừa lúc để thay đồ đi tắm thì tự nhiên cái máy lạnh nó kêu tít. Xong một cái là cái hơi máy lạnh pha ra, chị nói tự nhiên hai chị em giật mình luôn. Nó cái gì vậy trời đất ơi. Bật nãy giờ thì không có lên, tự nhiên bây giờ nãy giờ không ai đụng tới cái remote nữa hết, tự nhiên máy lạnh bật lên. Hai chị cũng hơi thấy ghê. Tự nhiên đến khúc đó cái là bắt đầu cái cảm giác mà nó cứ nổi da gà, nói tự nhiên hai chị em đều nổi da gà và cảm giác nó ghê. Mà rõ ràng thì ở Vũng Tàu thời tiết đâu có lạnh, nhưng mà cảm giác lúc đó nó luôn nó có những cái luồng gió rất là lạnh, không phải là xuất phát từ cái máy lạnh. Nhưng mà hai chị cũng lạnh nói thôi lưng đúng rồi, kêu thôi đi tắm đi, tại nhiều khi nãy giờ mình đi vòng ngoài biển cái nó người nó cứ rít cái muối biển á, cái hai người cũng đi tắm đang lạnh nó kêu đi thôi đi tắm đi. Nhưng mà đúng là đi ra biển mình không tắm khó chịu lắm đúng không, tại vì nó rất là rít. Xong cái hai chị cũng tắm xong cái vừa đi ra cái cứ ngồi suy nghĩ, quá không biết bà Yến bên kia làm sao ta, không biết cái máy lạnh bà được không ta, chứ máy lạnh mình là được rồi nè. Cái cũng suy nghĩ vậy thôi, cái chị Nga mới nói thôi kệ đi. Ngày mai tụi mình dự tính đi leo núi vậy. Cái vừa mới nói xong cái tự nhiên cái chị Lan Anh nói nhưng mà Nga, nãy giờ á lúc mà Nga đi lên đây á, Nga có nhìn thấy có con nhỏ kia nó ngồi ngay ban công nó nói chuyện với cái thằng bồ nó không? Chị Nga nói ủa nhỏ nào? Chị nói trời đất, cái ban công ngay gần sát với mình đi lên nó thấy không? Chị Nga nói làm gì có ai. Cái là lúc đó bắt đầu chị Anh hơi bị sợ rồi đó nha. Tại chị Anh nói ủa rõ ràng mình thấy mà. Rồi cái chị Anh mới nói ủa vậy từ hồi nãy cái phòng kế bên mình luôn á, có mấy đứa ở trọng luôn á, chứ bà có thấy không? Chị Nga nói ủa tôi có thấy ai đâu, ủa đi lên có mỗi hai phòng mình, tôi còn đang nghĩ trong đầu tự nhiên khách sạn thấy trong quê trong quốc mà sao không cho mình ở dưới lầu 1 mà bắt đi lên tuốt lầu 3 mà không có thang máy mệt muốn chết. Tôi đang nghĩ vậy á. Là lúc đó chị Lan Anh đã rất là hoảng. Và chị Lan Anh á thì chị có biết á, chị Nga của Trang là một người cũng khá là sợ ma và cái bóng vía của chị cũng yếu nên đến khúc đó là chị Lan Anh không dám nói gì nữa, không dám bàn tới nữa, tại vì sợ lỡ như khi chị Nga sợ quá. Rồi cái thấy vậy chị Anh mới nói thôi hay là rủ bé Yến qua phòng mình ở chung đi. Cái vừa chị Anh vừa mới giúp chị Nga câu đó xong tự nhiên cái điện thoại đổ chuông lên, cái chị Anh mới thấy là chị Yến gọi. Chị Anh nói ủa gì vậy Yến? Thì chị mới nói ủa chị sao em đứng ở ngoài em gõ cửa chị nãy giờ mà sao chị không mở cửa, mà rõ ràng là chị Nga và chị Lan Anh không nghe tiếng mở gõ cửa gì hết. Nó ủa có nghe đâu, nó trời đất ơi em đứng ở ngoài em kêu chị nãy giờ luôn á, thấy vậy em mới đi về em gọi chị. Cái thấy vậy mấy chị nói vậy thôi qua đây đi, nên chị Yến và bạn cũng đi qua cùng phòng luôn. Mà lúc đó là chị Anh là người đang rất là hoang mang, chị Lan Anh đang cảm giác là ủa tại sao mọi thứ nó lại kỳ vậy ta, rõ ràng mình nhìn thấy, tức là mình nhìn thấy rõ ràng nên chị Anh vẫn muốn khẳng định lại thêm. Nên chị Anh lại hỏi chị Yến là Yến ơi nãy em có thấy con bé kia nó ngồi ngay cái ban công không? Yến nói là có. Đó nên chị Lan Anh lại sợ nữa, nhưng mà cái người bạn của chị Yến là không thấy. Tại vì cái ban công đó nó gần với lại cái phòng của mọi người, nó nằm hơi đối diện. Thành ra cái chị Anh mới nói hay là thôi tụi mình đi trả khách sạn này lấy cái khác đi. Thì lúc đó bạn của chị mới nói
ủa sao vậy chị, có sao đâu, em thấy đây cũng bình thường mà, có sao đâu. Nhưng mà chị cũng nói không, em thấy bình thường, em thấy nó có sao sao. Tự nhiên từ lúc vô tới giờ người nó cứ nè, nó cứ nổi cái ốc. Ôi mà giờ em cũng đang nổi cái ốc, giận ngược lông. Vậy nên em cũng cứ thấy sao sao á chị. Em họ cảm giác nó cứ kỳ kỳ sao á, nó không có bình thường. Cái chị Lan Anh mới nói ừ hay thôi đi kiếm khách sạn khác đi. Cái tự nhiên cái bạn của chị Yến ngồi trên cái giường, cái nhìn cái trải giường á, cái mới nói trời ơi, cái mền gì đâu mà giống cái khăn tẩm liệm dưới trời. Chị anh thét lên, chị anh nói cái gì vậy cha nội, trời ơi người ta đang thấy ghê ghê mà tự nhiên còn hù. Cái ổng cười cười lại nói ủa thì thiệt mà, nhìn cái màu coi giống thiệt mà. Cái mọi người nói thôi đi đừng nói tùm lum nữa. Cái ổng lại nhìn mặt cái mặt bình thường lắm nha. Xong cái nhìn cái tờ thường ở trong cái sạn nó đều có cái gọi là cái thông báo và cái nội quy chung của khách sạn á. Cái ổng lại chỉ nói nè, nhìn giống cái tờ cáo phó không? Trời ơi. Lúc đó là chị Anh, tại vì chị Anh cũng là một người cũng dữ lắm. Chị Anh bực mình lên, chị Anh nói thôi đi nha, im đi nha, trời đất ơi. Hay thôi bây giờ mình đi kiếm khách sạn khác đi tụi em, chứ chị thấy sao á. Cái thấy vậy cái mọi người cũng nói ừ. Cái chị Anh mới, chị Anh tại vì chị Anh cũng bực rồi, chị Anh mới nói vậy nè. Chị á, chị nghĩ á, khách sạn này không bình thường đâu nha. Cho nên á, bây giờ nè, chị sẽ ra mở cửa, tụi mình dọn hết đồ đi. Khi chị mở cửa ra là tất cả đều cùng chạy nhanh đi xuống dưới nha. Không có ai quay đầu nhìn lại nữa chưa. Thì chị Anh nó thật ra là một người chị không có sợ ma lắm. Nên hồi xưa giờ chị cũng có gặp ma nhiều lần rồi. Hồi lúc còn ở quê á, chị có gặp nhiều lần. Nên chị cũng có kinh nghiệm hơn. Cái chị mới nói vậy, cái chị Yến cũng nói dạ được rồi. Cái mọi người đều bỏ đồ hết vô ba lô đeo lên lưng luôn. Thì đều đứng tập trung vào cái cửa. Và chị Yến là người cầm nắm cái cửa. Chị nói em mở một cái, em hô 1, 2, 3 là cùng tông ra chạy xuống dưới luôn nha. Ai cũng ok. Thì chị Yến vừa mới nắm cái cánh cửa, chị Yến mở ra một cái, tự dưng bốn người đều nghe có một tiếng hù thẳng vào lỗ tai của mỗi người. Và có một luồng gió giống như là ập tới một cái vậy đó. Cái người bạn của chị Yến bị hoảng, mới té một cửa ra sau, ngồi xuống nền luôn. Mà cái mặt kiểu giống như ủa cái gì vậy, thất thần cái ngồi im vậy. Chị Yến hoảng quá, chị Yến mới chụp tay kéo kêu trời ơi chạy đi. Chị Anh mới kêu là chạy đi trời. Chị Anh á là chị Anh rất là tức. Lúc đó là chị Anh tức, chị Anh mới chửi thề lên tụi đập chết nó luôn, mày hù tao hả. Và lúc đó chị Anh mới nói là chửi nó đi, mình vừa chạy vừa chửi. Tại vì chị Anh có nói á, nếu như mình vô tình bị ma nó dọa mà mình lại sợ hãi thì có thể mình sẽ bị bắt hồn, hoặc là bị nhập gì đó, hoặc là nói chung là tinh thần mình bị hoảng loạn. Còn ngược lại mình phải giữ lên, kiểu giống như là mình không sợ nó đó, mình chống lại với nó thì khi đó nó mới không làm gì được mình. Nên chị hét lên, cả bốn người cùng chạy, nắm tay kéo nhau chạy. Mà lúc đó là điện của cái hành lang là tắt tối thui luôn, không có một ánh đèn nào luôn. Và khi chạy, chị Lan Anh cũng có quay đầu lại nhìn vào cái phòng mà lúc mà đi lên thấy có người ngồi á. Rõ ràng là phòng đó có hé mở cửa nhưng không hề có ánh đèn ở trong và không hề thấy một ai hết. Cả bốn người cùng ùa chạy thật là nhanh xuống cầu thang, không có thang máy. Mà tới lầu thứ 3 lận, chạy vội vàng cứ phải men vào cái sát vô cái đường để chạy, chứ lại sợ trật chân té. Và vừa chạy chị Lan Anh vừa la vừa hét lên sùm hết. Thì khi mà chạy xuống đến cái lầu cuối cùng á, là cái cầu thang nó nằm ngay đối diện với lại cái quầy lễ tân. Thì mọi người đang bắt đầu chạy xuống vừa la sùm hết, thì có một cái chú bảo vệ đi ở ngoài đầu cửa, đang đi vào quầy lễ tân. Trên cái đường đi, ổng cứ đi bình thường. Cái đầu ổng quái lại, ổng nhìn, tại vì mọi người đang hét mà, ổng nhìn, nhưng mà cái người ổng thì đi, còn cái đầu ổng cứ như vậy nè, cái gì nè, vậy nè, đi đi. Cái đầu mà chị Lan Anh nói ủa, cái đầu ổng sao mà có thể cái người ổng đi tới kia mà cái đầu ổng lại năm lần sau đi được. Ủa nhìn giống như là một cái con cú mèo á anh, con cú mèo mà có thể 360 quay, quay được cái đầu như vậy. Các chị hoảng rất là sợ và hét lên. Chị Lan Anh mới nói đủ mẹ cái khách sạn gì đâu mà toàn là ma không hả, ma với quỷ không.
cái ổng mới đi lại, ổng nói gì vậy mấy cô? Mà chị Lan Anh nói cái mặt ổng nó kỳ lắm em. Cái mặt ổng sao cái con mắt của ổng nó to ơi là to luôn á. Chị thấy rõ ràng là nó to ơi là to luôn á. Mà chị không dám nhìn vô mặt ổng. Chị mới hét cái bà Huỳnh Lễ Tân, chị mới kêu chứ, cho người ta thuê cái khách sạn gì ma với quỷ không à, cái thứ gì á kỳ cục vậy. Mặt của bà Huỳnh Lễ Tân và của ông bảo vệ đều rất là bình thường, đều không có một cái biểu hiện gì hết. Đều nói ủa sao vậy con, ủa sao vậy. Chị Anh mới nói là trời ơi toàn là ma với quỷ không à, mà đi cho tao thuê. Xong bà mới nói à không phải đâu, con Lan, con Qua, con Hạnh gì ở bên kia nó qua chơi thôi ạ. Trời ơi đâu có gì đâu con, tụi nó lâu lâu qua chơi thôi. Trời ơi tới lúc đó chị Lan Anh nói trời ơi hoảng hồn luôn, nói trời ơi vừa phải thôi nha, ủa ma với quỷ đi cho người ta thuê, thôi thôi trả lại đi, trả giấy tờ lại đây. Thì lúc đó bà mới kêu chứ mới lên có chút xíu mà đòi lại sao được. Chị nói là không cần tiền, trả lại giấy tờ đây để đi. Tại vì mới đến là bắt mình phải trả tiền phòng trước, thì các chị đây trả tiền và đưa giấy tờ đó. Thì thấy vậy cái ông bảo vệ ông mới nói ủa thôi con hay thôi tụi con đi qua bên nhà chú đi, nhà chú gần đây nè, bây giờ chạy xe qua nhà chú có 5 phút mà nhà chú còn hả có cả thang máy nữa. Trời ơi, mấy chị nói trời ơi, nhìn mặt ông ghê muốn chết luôn, còn rủ mình qua bên nhà ông có thang máy nữa. Mấy chị nói thôi khỏi đi, không có đi đâu hết trơn, giờ trả lại giấy tờ đi. Thì vừa lúc đó cái bà thấy vậy bà cũng không nói gì, bà cũng trả lại. Các chị vội vàng nắm tay kéo chạy đi ra bãi để xem. Thì lúc đi ra, khi đến á, là các chị đều không có để ý xung quanh là cái bãi giữ xe rất là to, nhưng mà không có một chiếc xe nào hết. Chỉ có duy nhất một chiếc xe của mình. Vậy mà tại sao khi đi lên trên lại thấy có nhiều người? Thì khi đó các chị đó nó mới tới không có để ý, nhưng khi xuống thì mới lại để ý nhìn xung quanh. Nó ủa, thấy không, nguyên cái bãi để xe đâu có một xe ai đâu. Khi đó chị Lan Anh muốn khẳng định đó chính là ma. Chị Lan Anh cũng vội vàng leo lên xe. Thì cái người bạn á cứ sà rần cứ đi vòng ở dưới cái bãi xe. Cái chị mấy chị mới nói ủa đi lên xe đi chứ làm gì nữa. Cái kêu ủa công nhận bãi dưới xe rộng ghê ha. Mấy chị nói thì đi trời đất ơi lên xe đi. Cái cũng leo lên đi. Mà cái chiếc xe á, cái gầm của những chiếc xe hơi rõ ràng nếu như mà họ làm cái bãi để xe không bao giờ người ta làm được những cái đường gồ mà nó quá cao được, đúng không? Nhưng mà cái khi mà bắt đầu quay đầu xe ra, vừa mới chạy đi ra khỏi cái bãi để xe một cái là nó có cảm giác ở dưới giống y như là cái gầm xe mà nó đang cọ vào, đúng rồi, nó đang bị cọ vào rất là mạnh luôn. Thì cái người bạn đó mới đạp dừng lại, mới mở cửa xe ra. Cái mấy chị mới nói trời ơi coi cái gì nó mà coi kệ nó luôn đi, chạy luôn đi. Tại vì rõ ràng khi mà mình nhìn qua cái kính thì ở dưới không hề có cái đường gờ gì hết. Đó, nhưng mà lúc đó cái ai cũng hoảng vội vàng đạp chạy ra luôn. Thì khi ra vừa mới ra khỏi cái độ chỗ để xe khách sạn á, là kế bên cũng có khách sạn. Khi các chị mới tới á, là có mấy cái người ở bên khách sạn kế bên cứ vẫy tay, cứ ngoắt qua. Thì lúc đó mấy chị nghĩ là khách sạn với nhau chắc muốn giành khách thôi mà, nên muốn kêu qua, nên các chị không có qua. Nhưng lúc chạy ra được rồi mấy người kia cũng quắt nữa. Mấy chị mới nói ê chạy qua bên kia hỏi thử coi. Cái thấy vậy cũng chạy qua. Thì vừa mới hạ cửa xuống cái là mấy người đã hỏi sao giờ mấy chị không ở được đúng không? Ghê vậy. Mấy chị trời hoảng hồn. Các chị Lan Anh cũng nói mẹ nó khách sạn gì ma với quỷ không à. Đó, mấy người kia im, không ai nói một câu nào. Xong dòng chị vô cũng không dám bàn luận luôn, không dám nói gì hết, dòng chị vô. Xong thấy vậy cái mấy chị nói vậy thôi mình đi về luôn đi. Cái chị Anh mới nói nhưng mà thôi bây giờ hả, mình đi về tới Sài Gòn là nó sẽ tầm sáng luôn rồi, thì mình kiếm nhà thờ mình vô đó đi, mình đọc kinh xong rồi mình về. Nhà Trang là đạo Thiên Chúa cho nên nhà Trang rất là tin về Thiên Chúa. Khi mà trên đường đi á, cái đi một đoạn cái tự nhiên cái người bạn chạy xe cái cứ lầm bầm nói gì á, mà cái mặt là bình thường lắm kìa, kiểu không phải sợ luôn mà bình thường. Cái mấy chị mới nói ủa sao đi đường này thấy lạ vậy. Cái người bạn mới nói là tính chạy qua bên chợ Bà Rịa chơi. Mấy chị nói không, đi về mà đi chợ Bà Rịa chi. Cái người bạn nó cũng tấp xuống cũng ghé lại một chỗ hỏi người ta ủa đường đi qua chợ Bà Rịa đi đường nào.
cái mấy chị mới nó khùng hãi đi về chứ, tự nhiên giờ qua chợ Bà Rịa anh chí, tự nhiên khuya lơ khuya lắc nào qua chợ Bà Rịa anh chí, bị dắt luôn. Không hiểu luôn, là khúc đó mọi người đang hơi bị hoang mang mà đang sợ nữa nên cũng không ai nghĩ gì hết. Yêu cầu là chạy về Sài Gòn, và về tới Sài Gòn thì các chị cũng đều vô nhà thờ. Khi về á, mấy chị lúc mà ở bãi biển có chụp mấy tấm hình, thì khi về các chị cũng lấy hình ra coi thử. Thì vô tình là nhìn thấy trên mấy cái hình nó đều có, tấm nào cũng vậy hết nha, đều có cái vết giống y như là mình đặt cái tấm hình xuống với cái nền mà nền xi măng á, xong cái mình chà nó đều có vết trầy và tấm nào cũng bị hết, xước hết luôn. Đúng rồi, mà rõ ràng á, hình là khi các chị chụp xong người ta bỏ vô trong cái phong bì như vậy nè, chưa hề lấy ra coi luôn. Ủa nếu mà vô tình có lỡ giống như là lấy vội vàng quá, nó có bị xước thì chỉ xước một tấm thôi, tại sao hình chưa mở tung ra coi mà tấm nào cũng xước như nhau hết. Trời, mấy chị nói trời, em biết không, này đến bây giờ chị vẫn còn rất là sợ, bây giờ mà kể tới chị vẫn rất là sợ. Và sau khi về rồi á, một thời gian vài ngày á, các chị cũng có tìm hiểu thông tin thì được biết á, là khách sạn đó từng xảy ra án mạng. Dạ, từng cái án mạng luôn, là một đôi nam nữ yêu nhau thì không biết lý do gì nhưng mà cô gái đó đã bị cắt chết. Có phải là cái cặp đôi ngồi lắc vắt vẻo lên biết luôn không? Cho nên trời, thấy ghê quá. Cho nên các chị cũng rất là sợ, nên thật ra thì cái chuyện này, những chuyện này chuyện tâm linh mình cũng không có biết được sao ha. Nhưng mà theo kinh nghiệm thì giống như chị Lan Anh nói á, khi mà mình có lỡ vô tình mình bị trông thấy một cái gì đó không phải ở thế giới của mình á, thì mình cứ hãy mạnh dạn lên, mình đừng có bị hoảng sợ, mình cố gắng giữ vững tinh thần lại để nó không có bị tác động hay ảnh hưởng gì tới bản thân của mình. Bởi vì em hay coi phim ma là vậy. Không, khi mà thật ra mình cũng đặt nhiều tình huống, ví dụ mình gặp ma mình nên làm cái gì để mình đừng có hoảng. Đôi khi con ma nó không hù mình nhưng mà tự mình hoảng, mình đâm đầu ra mình sẽ bị những cái tai nạn nó không bao ngờ, đúng không? Dù xe đụng hay là té lầu hay gì đó. Thấy ghê quá. Giống như chị Anh nói, trời ơi, lúc mà mọi người chạy em biết không, cái cầu thang nó tối thùi lùi luôn á, em nghĩ coi ai cũng phóng bỏ chạy hết, lỡ mà vấp chân cái là nhào nguyên một đám xuống dưới luôn á, thì mình cũng bị gì vậy. Mà bởi vì chị nói nếu như trường hợp mình có gặp á, mình có lỡ trông thấy á, thì mình hãy dùng hết can đảm, giống như mình không hề sợ nó, mình phải chống lại nó rồi để mình tránh đi, chứ mình đừng có hoảng, lúc đó hoảng quá cái lỡ mất công rồi bị gì. Sau này có dịp nào đi ngang khách sạn không? Có, đợt sau này là có em đi chung nữa, mấy chị cũng chỉ. Khách sạn đó hiện tại vẫn còn nha các bạn, vẫn còn, nhưng mà cái tên là đã thay đổi, có thể là đã sang cho người khác rồi. Và cái phần ở dưới lúc trước á, cái đó là vừa bước vô thì các chị nói cái đó là cái bãi để xe, thì bây giờ hiện tại là giống như một cái cửa hàng tiện lợi, cho nên á, ánh sáng thì lúc nào nó cũng sáng thiệt là sáng, còn ở phần trên thì mình không có biết. Không biết mọi người nghe có ghê không, mình ngồi đây nghe ghê quá, tối nay em phải bảo vệ cho anh. Trời, em kể đi kể lại mà da gà mỗi lần kể vẫn nổi, vẫn cảm giác vẫn rất là ghê luôn á. Tại vì á, các bạn biết sao không, Trang trước giờ á, ba của Trang á luôn luôn chỉ dạy và nói là ở trên đời này không có ma đó, cho nên á, từ nhỏ là kiểu giống như trong cái thâm tâm của mình, trong tâm trí của mình là cứ nghĩ là trên đời này không có ma, hoặc là có nhưng mà giống như nó không làm gì được mình, giống như mình cũng chẳng nhìn thấy, chẳng có tác động gì với nhau được á, Trang luôn nghĩ vậy. Nhưng mà sau có những câu chuyện thực tế luôn của chính những chị ruột của mình thì Trang có suy nghĩ khác. Ở Ngàn Hồng. Ừ. Nếu em gặp ma em làm gì? Hả? Nếu em gặp ma em làm gì? Chưa biết nữa. Chưa biết là có hét lên chửi được giống chị không nữa. Chứ sợ quéo, quéo. Đúng rồi. Mà công nhận chị Lan Anh Trang á hả, cái tính của chị á, chị không có hung dữ nhưng mà khi gặp vấn đề á chị mạnh mẽ lắm. Còn á hả, chị nghe thì ở bình thường á thì thấy chị là cũng khá là cá tính, khá là hung dữ, nhưng mà thực tế thì trong cái bản tính ở bên trong thì lại là một người nhút nhát và lại là hiền. Mà em có nghe nói á, ví dụ như mình mà giống như ta gọi là yếu bóng vía, thường những người yếu bóng vía sẽ là những người luôn luôn không nhìn thấy ma. Những người yếu bóng vía sẽ không nhìn thấy.
Thì trong đó là chị Nga Trang là người yếu bóng vía, chị Nga không nhìn thấy. Còn cái người bạn của chị á, cái người đó ở nhà của người đó cũng Trang nghe nói thôi, nghe kể lại thôi, là ở trên sân thượng của nhà người đó luôn là có tới 4 cái bóng ma ở trên đó, và đã mời rất là nhiều thầy tới để đưa đi nhưng mà không được. Đó thì theo như Trang được biết là như vậy, thì có thể là cho nên cái tính của người này chắc là cũng yếu bóng vía, nên người này rõ ràng là cũng không nhìn thấy. Nhưng mà đến cái khoảnh khắc mà mở cửa ra nghe tiếng hù á thì ai cũng nghe. Ghê không? Ôi trời ơi, nói tới lại nổi da gà nữa nè, trời ơi nổi cao luôn. Tiếng hù mà gió ào vô luôn. Đúng, có tiếng hù và chị nói là chị cảm giác giống y như là có một, giống như em thổi vô mặt chị luôn á. Em thổi thẳng vô mặt chị, có một hơi gió nó ập vô một cái như vậy thôi. Mà tiếng hù rõ ràng nó nằm sát bên tai của mình như vậy nè. Bốn người ai cũng nghe thấy hết. Quá ở ngang. Tối nay em phải bảo vệ cho anh, không dám ngủ mình đâu. Ok các bạn có tin trên đời này có ma không các bạn? Comment bên dưới nha. Bạn nào có gặp ma rồi comment bên dưới. Rồi ok, thì vừa rồi đây là một cái câu chuyện có thật của những người trong gia đình đã trải qua. Thì mình thấy nó cũng khá hấp dẫn, bản thân mình nghe thấy cũng hơi hồi hộp. Cho nên là mới nhắn Trang La kể lại cho mọi người coi mọi người có hứng thú hay không, và để xem cái cảm nhận của mọi người như thế nào. Bản thân mình thì cũng tin trên đời này có ma ha. Tuy nhiên thì mình cũng không quá nặng nề, không nói chung mình nghĩ là mình không làm gì tầm bậy hết, thì cho nên là cái việc mà sợ hãi nó cũng không quá. Tất nhiên cái gì mà mình chưa gặp nó không có rõ ràng thì nó cảm giác cho mình một cái cảm giác gì đó nó hồi hộp, nó lo lắng, tại vì mình không hiểu, không biết nó là như thế nào. Tuy nhiên thì mình cũng cố gắng không có làm gì bậy bạ hại tới người khác, thì mình cũng không có quá lo lắng. Ok các bạn, Nam Ngô và Lan Trang La rất là vui khi mà được chia sẻ những câu chuyện này với các bạn ha. Thì chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe và có những giấc mơ đẹp. Tối nay cho anh giấc mơ đẹp. Bye bye. Ok, bye bye.